Đây là con cá sú mì. Cái tên sú mì là cái tên từ Đài Loan. Con cá này ở Đài Loan là nằm trong dạng đặc sản của các loài đặc sản. Con cá này là nó trong dòng họ cá mó, mà nó khác chỗ con cá mó bình thường là nó có cái cặp chân mày, mà quý vị thấy cái cặp chân mày ngay chỗ con mắt đó. Ở Việt Nam người ta gọi con cá này là con cá mó xù. Thịt trắng như là thịt gà, làm những món ăn sống chấm với mù tạt, hấp Hồng Kông, nấu lẩu, chân tương. Nói chung đây là một loài hải sản rất là quý hiếm. Lâu lắm tại hàng Dương Quán mới nhập về được một con này. Con cá này đặc biệt là chưa có ai nuôi được hết. Chưa có nhà nghiên cứu nào nghĩ ra cách để mà gầy giống con cá này. Chỉ bắt từ thiên nhiên về. Và cái giai đoạn, cái quy trình để mà bắt con cá này cũng rất là cực khổ. Con cá này chỉ sống ở ngoài khơi, ở ngoài rất là xa. Người ta phải đi tàu ra xa, xong rồi lặn xuống bắt từng con.